Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Rockefeller Ruby. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái vấn đề bổ sung canxi cho con. Ở trên thị trường thì nó có rất là nhiều các cái loại canxi khác nhau, mà dùng cái loại nào nó ok, nó tiện lợi thì cái câu chuyện đấy là còn bàn cãi nhau nhiều lắm. Thì trước đây ấy, cái đầu tiên khi mà Rockefeller Gervie làm trại từ nuôi chó từ 2014-2015 bắt đầu chính thức là mở trại cho giống, đăng ký với lại Hiệp hội cho giống Việt Nam, thì lúc ấy là cũng rất là băn khoăn giữa cái việc là lựa chọn cái canxi nào. Bởi vì ở thị trường Việt Nam ấy thì các cái hãng canxi lúc bây giờ là nó có Mỹ có, Pháp có, Nga có. Nhưng mà loại nào thì cũng đã dùng thử rồi. Nhưng mà nó có một cái chung là đều có cái tình trạng nóng trong khi mà chó dùng cái thời gian dài. Thì đấy nó là một cái dở của cái canxi cổ cũ, cái canxi phân tử. Từ 2017 thì nó có cái canxi nano. Canxi nano là nó kích thước nó siêu nhỏ và nó giúp cho cái việc hấp thu canxi của con chó nó dễ dàng hơn, cộng với lại là nó không gây ra cái tình trạng nóng trong, bị cặn lại thận hay là ở khớp. Nó sẽ giảm được rất nhiều thứ và nó dùng nó như thế nó sẽ rất là tiện. Khi mà dùng có thể dùng dài ngày thoải mái, và khi mà dùng cái canxi nano này thì ở đây, khi mà dùng cái canxi nano này ấy, đây mọi người nhìn nha, thì nó có một cái là chỉ sợ con chó thiếu canxi thôi. Tức là nếu mà mình dùng trong cái trường hợp mà mình dùng ít và con chó nó đang ở trong cái giai đoạn đang lớn thì chỉ sợ nó dùng thiếu thì chứ không sợ dùng thừa. Bởi vì thừa thì cái cơ thể nó đào thải ra. Cho nên là khi mà dùng cái này là nó có một cái lợi thế như thế là nó rất là tiện dùng. Thì cái liều dùng ấy, mọi người mà để ý các cái video của Rockefeller ấy thì mọi người sẽ thấy là trong các cái bữa ăn đều có bổ sung cái canxi nano này, nhưng mà chưa có một cái video chính thức nào mà hướng dẫn mọi người cách dùng cả, cái cách dùng, cái liều dùng. Thì cái canxi nano này, nano đó, đặt tên ông này là nano đây. Cái canxi nano này thì nó cái cách dùng mà như ở trại mình ấy là với cho con là dùng từ cho con tập ăn là dùng luôn rồi. Còn đến khi mà mọi người nhìn cái chân của nó rất là to, cái bộ khung xương nó phát triển được hết cái khung của nó. Nhìn cái chân nhá, đây là cái con chó thực tế nuôi ở trại. Nào mấy đứa không gặp chân mấy hả anh ngoài anh? Anh may quay nào. Ok, thì cái này mọi người có thể nhìn chân của các con chó này, các con chó con, mọi người sẽ thấy cái chân nó rất là to, bởi vì sao? Nó được bổ sung đủ canxi. Và nói tiếp là chó con như ở trại nhà mình ấy là mình sẽ cho nó ăn từ cái lúc mà nó tập ăn luôn, bởi vì cái canxi nano nó không có bị, không sợ nóng trong mà, cho nên là cho nó ăn được luôn từ lúc bé, không sợ nó hại gan thận. Thì cái liều dùng như ở trại nhà mình ấy là với cái con Rockefeller này thì cho con 2 tháng mình dùng 2 viên, 3 tháng 3 viên, 4 tháng 4 viên và từ 5 đến 10 tháng hoặc 12 tháng là sẽ dùng 5 viên. Là cái giai đoạn mà con chó nó phát triển cái cao dài của khung xương nó cần nhiều canxi nhất là dùng 5 viên từ 5 đến 10 tháng. Còn trước đấy là dễ nhớ là cứ 2 tháng 2 viên, 3 tháng 3 viên và 4 tháng 4 viên, làm cho nó dễ nhớ. Và cái lượng canxi là sẽ chia ra 2 bữa hay là 3 bữa trong ngày, tùy mọi người cho chó ăn 2 bữa hay 3 bữa và chia ra cho chúng nó. Còn cái cách dùng tốt nhất ấy
À, đấy là cái liều dùng. Cái liều dùng, nhưng còn cái cách dùng mà tốt nhất mà nói là chúng ta sẽ nhắt miệng cho con chó. À, còn cái cách dùng dễ nhất ấy, là chúng ta sẽ cho lẫn vào trong đồ ăn, tháo viên ra. Nếu mà lúc nó nhỏ nó tập ăn là nó không thể nuốt được cái viên thuốc to thì chúng ta sẽ tháo cái viên thuốc ra cho nó ra bột và đảo lẫn vào trong đồ ăn. Nhưng khi mà nó lớn rồi nó có thể nuốt được thì với các con chó mà nó phàm ăn chúng ta sẽ nắm luôn vào trong cái đồ ăn cho nó ăn. Nhưng với bọn chó nhỏ này là nó chưa có phàm ăn đến cái mức độ đấy, như đến giai đoạn 3 tháng 4 tháng thì lúc đấy nó sẽ nhàn hơn rồi. Nhưng với chó bé này là thường là chơi bài nhét nhét lửa đây nhá. Giờ sẽ của mình sẽ đây thằng Siro này sẽ lấy một viên ra để mình nhét miệng. Đây nhá, để thuốc nha. Cái cách nhét miệng cho con chó con này, à, đặt cái viên thuốc này vào mép miệng này, mép nhá, mép miệng, ấn nó vào mép miệng này, giữ mồm con chó này, vuốt, ok, đã xong. À, vậy đó, rất là đơn giản, không có khó khăn gì cả. Là cái nhét miệng là cái cách dễ nhất để mà cho ăn và hiệu quả cao nhất. Bởi vì sao? Bởi vì là cái viên thuốc nó làm cái vỏ nang nang cứng, là để mà nó vào trong dạ dày nó sẽ không bị tiêu ở dạ dày mà nó xuống ruột nó mới tiêu. Thì cái canxi này nó hấp thụ tốt nhất là nó vào trong ruột nó hấp thụ, nó sẽ không mất đi đâu cả là cho con chó. Cho nên là nếu mà ai ấy mà có con chó yếu chân, bạn nào mà có con chó đang yếu chân thì tốt nhất là các bạn sẽ cho nó dùng cái canxi nano theo kiểu là nhắt miệng nhé. Nhắt miệng như thế là hiệu quả nhất. Một ngày hai viên thì chắc là chỉ 10 ngày là con chó chân nhìn nó sẽ khác hẳn ngay. Đây là nano. Ok, con nano xong nhá, để nhắc cho một con khác. Một ngày như bọn chó con này ở tầm tuổi này là đứa này, thằng sumo phi vào đây. Ở cái tầm tuổi này thì mình cho chúng nó là một ngày hai viên. Bây giờ là cho con nó đang ở trong giai đoạn 2 tháng, chưa đạt được 3 tháng. Cho hai viên một ngày. Nhắc miệng. Đấy nha, như thằng Nano tiếp tục nha. 2 há miệng này. Đặt vào bên cạnh này. Ấn xuống này. Vuốt này. Có mồm vuốt, ok, xong em đã nuốt. Rất là đơn giản, không có khó khăn gì cả. Ở những cái lần đầu tiên và lần thứ hai là nhiều khi là chúng ta nhét nó bị vào giữa cái họng của con chó quá là nó sẽ nhè ra. Mọi người nhớ là nhét vào mé nhé, nhét vào ngay mé này thôi chứ không nhét vào giữa đâu. Nhét vào ngay mé và hơi ấn nó vào xong phát là bóp miệng con chó và vuốt cổ phát xong luôn. Cứ làm vài lần thì sẽ thành chuyên gia. Đấy là mọi người là cứ, nhưng mà chúng ta phải làm. Thì trong cái trường hợp có những cái loại thuốc ấy mà con chó nó không chịu ăn, không chịu uống thì chúng ta cũng sẽ phải nhắc miệng. Cho nên là nếu mà nuôi chó thì mọi người nên là làm cái việc đấy để chúng ta biết làm. Đây là sumo. Đây, mọi người nhìn cái chân nhé. Chân con nào nó cũng thế chứ không có con nào nó khác. Nhìn cái chân Siro xích đan không? Đấy, máy ảnh anh Siro. Nhìn cái chân của chúng nó. Đó là chân nó phải là gọi là chân như cột đỉnh. Đấy nhá, cái cách dùng cái canxi nano là nó là như vậy. Cách dùng canxi nano là mình nhắc lại là với cho con rốt hay là các cái giống chó to mà nó lớn nhanh ở cái giai đoạn nó còn nhỏ ấy, thì cứ 2 tháng là 2 viên, 3 tháng 3 viên, 4 tháng 4 viên và từ 5 đến 10 tháng thì là 5 viên, 5 đến 10 tháng hoặc 5 đến 12 tháng thì mọi người cho dùng như vậy. Và Rubelogovi thì là khuyên các bạn dùng canxi nano bởi vì nó kích thước phân tử thì nó dễ hấp thu, kích thước nano siêu nhỏ nó dễ hấp thu hơn và nó có một cái lợi là nó không có nóng trong.
và nó không bị thừa, nó không bị cẳng thận, nó không hại gan thận, nó không có hại khớp. Bởi vì sao? Bởi vì thừa thì nó sẽ thải ra ngoài chứ nó không bị đọng, tức là nó nhỏ lọt qua được, thì mọi người có thể hiểu đơn giản như vậy. Còn nếu nó to quá thì nó sẽ bị giữ lại, và nó chính là như thế nó gây nóng trong, bởi vì như vậy với cái canxi kiểu thông thường thì nó sẽ gây ra cái dùng nhiều, nó gây ra tình trạng nóng trong là vì nó to quá nó bị giữ lại. Đây là Nina ở Hà Nội thì mấy hôm nay là thời tiết nó thay đổi, ngớt mưa được liên tiếp một tuần, ngớt mưa thì nắng rồi, như thế là các cơ quan chó, nhất là chó con nó rất là mệt, nguy cơ bệnh nó rất là cao. Nên là mọi người nhìn cái mắt của nó hay có gèn, là bởi vì sao? Là bởi vì là cái con chó nó đang bị yếu cái thời tiết, thế nên nó rất là khắc nghiệt. Nói về cái mua cái con Siano nào phi lai, cái con Siano cách dùng như thế. Còn nếu mà mua, mọi người cứ search tìm ở trên YouTube hay trên Google là nó sẽ có ngay, tìm rất nhiều chỗ bán. Hoặc nếu không mà mọi người mà muốn ủng hộ Rockefeller Ruby thì mọi người cũng có thể inbox mình dưới bình luận, hoặc là qua Zalo số điện thoại của trạm 098 qua Zalo số điện thoại của trạm 098 111 500. Thì nếu mà ở các cái khu vực mà có đại lý chính thức thì mà mình biết thì mình sẽ bảo cho để mọi người mua cho gần. Cho nó lại phá cái bộ canxi của tôi này, thằng Nano đâu, ra đây xem nào. Đây nhá, trước đây nó mẫu khác đấy, nhưng bây giờ thì nó là mẫu này. Quay cái video mà mấy đứa này cứ phá lại nào nhỉ, lạ thật đi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.